Thưa quý khán giả, lòng tốt là việc thể hiện lòng trắc ẩn và hành động vì lợi ích của người khác. Trong một môi trường tốt đẹp, sạch sẽ, cái tốt tình người sẽ lên ngôi, sẽ đánh bật cái xấu. Đáng mừng là những việc tốt nhỏ nhoi thầm lặng đã xuất hiện nhiều trong đời sống. Nó khiến ta ấm lòng, khiến cho ta yêu cuộc sống này hơn. Mới đây, một đoạn clip được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội với dòng trạng thái niềm vui cuộc sống. Clip kéo dài hơn một phút ghi lại cảnh một phụ xe đang đi thu tiền khách trên chiếc xe đang di chuyển. Khi đến lượt một cô gái trẻ ăn mặc có phần giản dị, anh thông báo tiền vé là 20.000 đồng. Tuy nhiên sau đó, khi biết cô gái đang trên đường chạy thận nên anh quyết định không lấy tiền vé. Đoạn clip ngay sau đó đã nhận về hàng triệu lượt xem, yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xúc động, thấy ấm lòng trước sự tốt bụng của người phụ xe. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng gửi lời chúc sức khỏe tới cô gái, mong cô kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Anh Phạm Phương Nam, phụ xe trong câu chuyện chia sẻ, biết bạn ấy đã chạy thận được 5 năm. Tôi cảm thấy thương nên quyết định giúp đỡ, chịu thay tiền vé. Tôi biết số tiền đó cũng không đáng là bao, nhưng điều đó giúp cho tôi đêm về được ngủ ngon giấc, cảm thấy lòng thanh thản. Nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi cũng cảm thấy mình như được nhận lại một điều gì đó quý giá. Cũng gần đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau câu chuyện cặp vợ chồng vì tin lời quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội nên đã từ Tuyên Quang vào Bình Dương làm phụ hồ. Hơn một tháng làm việc, vợ chồng này không được chủ thầu trả lương nên quyết định đi bộ về lại Tuyên Quang. Quá trình đi, được người dân hỗ trợ bắt xe container dọc đường để quá giang. Qua 5 ngày, với 4 lần bắt xe, vợ chồng anh đến địa phận Đà Nẵng, rồi tiếp tục đi bộ. Một trạm cảnh sát giao thông sau đó đã lo cơm nước, mua sữa cho cháu bé, quyên góp một số tiền nhỏ làm lộ phí và vận động xe khách chạy tuyến phía Bắc đưa gia đình anh Duy về quê an toàn. Trung tá Lê Phước Ngãi, Phó trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp chia sẻ, hành động của nhà xe được nhờ chở gia đình này ra Hà Nội rất đáng nể. Đã không lấy tiền xe, còn bao ăn dọc đường. Ra tới Hà Nội thì còn giúp vợ chồng này tìm xe để về quê. Nhà xe sắm xe để kinh doanh, bắt từng người khách để đủ chi, thậm chí nhiều xe còn vi phạm để bắt khách. Vậy mà ở đây họ sẵn sàng mở lòng với những hoàn cảnh khó khăn họ chứng kiến. Cuộc sống quanh ta có rất nhiều người tử tế với tấm lòng tốt, việc làm hay mà không thể ghi lại hết được. Chỉ biết rằng qua một số câu chuyện như thế, mang lại cho chúng ta rất nhiều tình yêu và trân quý về cuộc đời này. Còn nhiều người làm nhiều việc ý nghĩa nhân văn. Hãy lan tỏa lòng tốt để khơi dậy, thức tỉnh sự tử tế trong mỗi con người và nhân rộng cái tốt, cái thiện trong xã hội. Vậy nên, mỗi người chúng ta cần ý thức được vai trò quan trọng của lòng tốt, sự tử tế. Từ đó biết yêu thương, sẽ chia nhiều hơn để cuộc sống trở nên tốt đẹp, ý nghĩa và hạnh phúc.